Xin kính chào của thầy cô. Trong khoảng thời gian dịch bệnh diễn ra, OLM đã hoàn thành sứ mệnh là nền tảng học trực tuyến, cung cấp cho nhà trường và thầy cô giải pháp quản lý, dạy và học trong thời gian học sinh không thể đến trường. Sau giai đoạn đó, OLM vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các nhà trường, các thầy cô và các bạn học sinh. Một minh chứng là từ khóa OLM đã nằm trong top 2 trong danh sách các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google năm 2022, chỉ đứng sau từ khóa World Cup. Để đáp lại sự ủng hộ đó, OLM cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ một cách tối đa cho nhà trường, thầy cô và các học sinh có một môi trường giáo dục lành mạnh, chất lượng và với chi phí tốt nhất có thể. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô cách khai thác OLM hiệu quả nhất trong bối cảnh mới. OLM sẽ hỗ trợ việc dạy học trực tiếp ở trên lớp, giúp các thầy cô giảm đi thời gian và công sức mà vẫn đem lại hiệu quả tối đa. Như các thầy cô đã biết, OLM cung cấp rất nhiều công cụ để hỗ trợ, đó là nền tảng quản lý học trực tuyến, công cụ tạo các dạng học liệu tương tác trực quan, tổ chức thi trực tuyến, phần mềm trộn đề, chấm phiếu trả lời trắc nghiệm trên quy mô lớn và phần mềm xếp thử khóa biểu. Đây đều là những công cụ rất hữu ích hỗ trợ các thầy cô trong việc dạy học ở trên lớp. Hướng dẫn sử dụng chi tiết cũng như các kênh hỗ trợ tôi sẽ để ở phía bên dưới trong bài viết. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với các thầy cô cách khai thác hiệu quả nguồn học liệu của OLM, giúp các thầy cô tiết kiệm công sức soạn bài giảng, phiếu bài tập và chấm bài. Điểm đặc sắc của OLM đó là chúng tôi có nguồn học liệu phong phú từ lớp mẫu giáo đến lớp 12, đầy đủ hầu hết cho tất cả các môn. Các bài học sẽ bao gồm các video bài giảng tương tác, các bài luyện tập với các câu hỏi được thiết kế tương tác. Ngoài ra, OLM còn có đầy đủ các phiếu bài tập cuối tuần, các bài kiểm tra cuối chủ đề, các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối học kỳ. Và thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng các học liệu này để giao bài cho học sinh. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian thầy cô soạn bài giảng. Thầy cô hoàn toàn có thể giao bài giảng video này trước khi học sinh tới lớp. Học sinh khi vượt qua được những điểm dừng và xem xong video rất ngắn gọn và xúc tích này thì sẽ nắm được những kiến thức cơ bản của bài học, mà thầy cô sẽ xem được thống kê chi tiết quá trình học tập của học sinh như thế nào. Ví dụ với bài tập này, như vậy thầy cô sẽ tiết kiệm được thời gian giảng bài ở trên lớp và có thể dành thời gian đó cho việc luyện tập, củng cố. Với các bài luyện tập cũng vậy, thầy cô cũng sẽ tiết kiệm được công sức soạn phiếu bài tập và tiết kiệm được thời gian chấm bài, bởi khi giao bài và học sinh làm bài cũng đều có các thống kê chi tiết về tình hình chung làm bài của cả lớp cũng như từng học sinh như thế nào. Vậy để tận dụng được nguồn học liệu này, thầy cô có những cách nào? Đầu tiên, các bài tập mà thầy cô giao cho học sinh ở trong lớp thì học sinh sẽ đều được miễn phí làm tất cả các bài tập này. Với giá trị tài khoản VIP hiện tại của OLM là 800.000 một năm, thì nếu thầy cô giao bài và học sinh làm bài tập đều đặn, con số tiết kiệm được cho một lớp khoảng 30 học sinh là trên 20 triệu đồng. Con số này còn có thể lớn hơn nếu thầy cô dạy nhiều lớp và lớn hơn nữa trên quy mô toàn trường. Vậy để giao được những học liệu này ở trên OLM thì tài khoản của thầy cô cần thỏa mãn điều kiện gì? OLM miễn phí tất cả các học liệu ở dạng video tương tác, các bài kiểm tra, các phiếu bài tập và các bài lý thuyết tương tác để thầy cô có thể giao bài cho học sinh. Để có thể xem và giao bài
ở tất cả các học liệu của OLM sẽ có hai cách. Đầu tiên, nhà trường hãy gửi công văn đề nghị hỗ trợ miễn phí nền tảng cũng như học liệu OLM. Khi đó thì tất cả giáo viên ở trong trường sẽ được sử dụng toàn bộ học liệu của OLM để xem cũng như giao bài. Cách thứ hai, thầy cô có thể đăng ký tài khoản VIP, chọn gói hoặc theo môn. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn các thầy cô cách để khai thác nền tảng học trực tuyến OLM, tiết kiệm công sức và thời gian cũng như chi phí, đem lại hiệu quả giáo dục cao nhất. OLM cam kết sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng các thầy cô trong quá trình sử dụng. Có bất kỳ thắc mắc gì, thầy cô hãy liên hệ với OLM để được hỗ trợ. Xin cảm ơn các thầy cô đã theo dõi.